15. Rồi nghe hai ô rồi tiếp theo con đến đấm nè. 15 giống như nãy là được ha. 1 và 2 và 3 và 4 và cái thứ hai nữa, từ cái floor con chuyển về grass này, con cái hông nó quay lại để chưa kịp cho đó, để ý sử dụng lực của cái hông nè, quay người qua luôn ha. Rồi nữa tốc độ 75, hai ô thì vô rồi con. Một và hai và ba và bốn và tăng thêm nữa ha.